rồi mình test luôn nha các bác, chút nó quay cục máy sau nha. Giờ test trước chuyển động của nó đi. Con này thì giao về ngang rồi, 4.500 thái luôn. Thì các bác tới luôn bằng cái cần này nha, tiện hơn những cái đời trước, vô số vẫn như vậy thôi. Xuống giật này đây. Rồi giờ quay cục máy nha các bác. Chào các bác nha. Đây có một máy 4708 nữa về tới. Này là máy thay. Hồi này mình sẽ đọc số khung cho các bác nha. Máy này về ngày 17 tháng 12. Thắng hai bánh đi, gài thắng hai bánh đi. Okay. Để luôn mũi đâu cao đâu anh Sang. Về đây nè cô. Về đây nè. Còn rất mới nha các bác. Cài này đâu có chân gì đâu á. 8:73 giờ. Thank you.
vỏ ra còn mới nha các bác, mùi của nó. Buổi sáng nha, nay cập nhật số lượng máy xíu. Đây là các mẫu máy cày của Volta đã qua sử dụng, công ty mình vừa nhập về. Các bác có nhu cầu thì đánh xem nha. Bác nha, hôm nay cập nhật số lượng máy ngày 12 tháng 12, 2016 xíu nha. Thì hiện tại giờ còn có một cây 95 mà hôm qua về ba cây mà bữa nay khách lấy chưa này. Đây là hai con 95 vừa mới bán trong sáng nay nè. Đây là đang làm ghiếc cho khách 70G này để người ta về. Đây. Này là máy mới nha các bác, hai con này là máy mới chầm chầm. Đây em còn con 95 đây, mới vừa hôm qua. Các bác có nhu cầu cứ đến xem. 70 thường với 70G. Mình còn một chiếc 70G nữa, động trước á, hôm trước mình quay cho. Các bác ở xa cứ đăng ký theo dõi cái kênh bán hàng của mình nha, thì mình có quay video từng chiếc đó, các bác dễ lựa chọn. Cái nút subscribe ở phía dưới đây nè, màu đỏ đỏ, nút đăng ký đó. Này, con 70 đẹp nhất nè. Mấy chiếc 70G hay là 95GM này các bác cứ yên tâm, bên mình sẽ hạ bồn xuống như cái bồn bình thường để cho các bác để có hứng bao. À, cái đó là miễn phí thôi. Đây là 70G nè. 330 triệu bao hạ bồn nha. Đây, đây là con 70G như mình nói đây, con này đẹp nhất, độ ngoài đây. À. Bác nào có mua máy cày mình cũng có nha, máy cuộn gom, Sita hay Trung Quốc gì đầy đủ. Đây là con 3608. 408, cái này máy Thái hết nha các bác, từ Thái về hết. Máy này là dàn xới khuyến mãi kèm theo của 6040. Đây là máy cuộn gom tự hành. Đây 60 mình có một cặp, máy xịn của Thái luôn. Các bác xem.
Những máy này máy rất là êm nha các bác. Đây là hộp số con mới về hôm qua nè, ngày 11 á. Nó rất là đẹp. Nguyên rin hết luôn á. Đây là con muốn giống vậy cũng nguyên rin luôn. Đây con 70G nói mình nói con đẹp nhất đây. Đây là Isuzu 536, máy mới 100%, rất là gọn, chạy mạnh nữa. Này thì nó made in Japan. Đây là máy xe cải tiến nè các bác, ở trong Nam á. Vàng 1,5 m, gắn động cơ 30 đổ lên. Đây là máy cộ lúa. Đi chuyền để chở lúa thôi. Đây là địa chỉ của công ty mình nha. Mình ở Vĩnh Long nha các bác. Địa chỉ là 167 quốc lộ 53, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Này là dàn cài của máy 6040 7 chảo. Đây là dàn xới của nó, đây là dàn xới zin của máy mới về nè. Đây là cái dàn của cái máy về trước. Khác nhau ha. Ráng là mua máy cài thì mình quay gõ chi tiết cho các bác xem nha. Thì hiện tại bây giờ thì 95 thì nó cũng gần hết hàng rồi. Các bác nào muốn xem thì cứ xuống xem trực tiếp nha. Mình còn một chiếc thôi. Hai chiếc kia, một chiếc đi về An Giang, còn một chiếc thì đi về Nha Trang. Cũng phải 2-3 ngày nữa mới đi được, tại mình còn phải hạ bồn xuống nữa. Có 60 luôn. Con này máy Thái rồi các bác. Người chỉ có sơn nhẹ được thôi.
bác có ai mua động cơ 60 thì mấy con này mình đem về để mà bán động cơ nha. Động cơ 60 đầy đủ. Đây mấy con này đây, gác động cơ xuống thôi. Còn lại mình bán sắt vụn.